ta dị năng là thai nghén phân thân tử trần chân nhân chương một dị năng giả đích thế giới. Nghe chọn bộ tại mê truyện audio com. Đường nghiêu thời gian, 10 ngày cũng ra, áp giữ, đục xỉ, cửu anh, gió to, phong hy, tu xà đều vì dân hại. Nhiều chính là khiến nghệ giết đục xỉ với dự định hoa chi dã giết cửu anh với hung nước bên trên, trước gió to với thanh khâu chi trạch, đoạn tu xà với động đình, bắt phong hy với tang lâm. Tự kim lăng căn cứ khu kim lăng nhất trung tàn học tiếng chuông vang lên học sinh lục tục tuôn ra lớp học nguyên bản an tĩnh vườn trường trở nên phi thường náo nhiệt dòng người phía sau một người tuổi còn trẻ đẹp đẽ nữ hài lẳng lặng đi tới nữ hài rất đẹp ngũ quan tinh xảo vóc người thon thả cơ ngực vĩ đại mạnh mẽ hai chân thon dài thẳng tắp có thể so với cực kỳ khuôn đi ngang qua nam sinh thỉnh thoảng nhìn về phía nữ hài ánh mắt lộ ra quý mến vẻ cô bé này tên là từ nhã nhất trung công nhận hoa khôi của trường người đẹp vóc người đẹp hiếm có nhất chính là từ nhã còn thức tỉnh rồi hiếm thấy ét cấp dị năng tương lai tiền đồ vô lượng dung mạo xinh đẹp còn thiên phú kinh người từ nhã bởi vậy thành nhất trung vô số nam sinh nữ thần trong mộng thầm mến nàng nam sinh có thể lượn quanh nhất trung ba vòng đáng tiếc Tiểu Nhã, lúc này đuổi theo phía sau một anh tuấn nam sinh, đi tới từ nhã trước mặt, rất là thành thục kéo lại từ nhã tay nhỏ. Nhìn thấy nam sinh này, Chu Vi bạn học trai trong lòng nhất thời chua chát. Thật không rõ Lang Thiên cái này vô dụng làm sao đuổi theo từ nhã, không phải là trong nhà có mấy cái tiền dơ bẩn sao, có tiền thì thế nào, còn không phải không có giác tỉnh dị năng, chất thải hoa nhài cắm bãi cất trâu, này anh Tuấn Nam sinh không phải người khác, chính là từ nhã bạn trai. Lăng Thiên, từ nhã không chút biến sắc rút về tay Ngọc, nói khẽ với Lăng Thiên nói. Người đi theo ta, ta có lời nói với ngươi. Nói xong, liền hướng bên cạnh rừng cây nhỏ đi đến, Lăng Thiên khẽ cau mày, cảm giác bạn gái ngày hôm nay không đúng lắm, nhưng vẫn là đi theo, tiến vào rừng cây nhỏ. Lăng Thiên nghi hoặc nhìn bạn gái tiểu nhã người làm sao vậy tâm tình không tốt từ nhã cũng không ngẩng đầu lên thấp giọng nói lăng thiên chúng ta biệt ly chứ biệt ly lăng thiên sững sờ cau mày nhìn mến nhau ba năm bạn gái tại sao không có tại sao chính là cảm giác không thích hợp không muốn tiếp tục từ nhã rất kiên quyết mặt không hề cảm xúc tựa hồ liền giải thích đều chẳng muốn giải thích không thích hợp lăng thiên bị chọc phát cười chúng ta cùng nhau ba năm ba năm cảm tình liền đổi lấy một câu không thích hợp lăng thiên ta biết ngươi rất tốt đối với ta cũng rất tốt ngươi là người tốt nhưng chúng ta thật sự không thích hợp từ nhã cúi đầu ta đã quyết định hy vọng ngươi không muốn quấn quyết lấy không tha chúng ta cứ như vậy kết thúc đi lăng thiên trầm mặc vài giây hít sâu một cái chậm rãi nói người nghĩ được rồi ta nghĩ được rồi từ nhã rất kiên quyết Vậy thì phân đi, Lăng Thiên rất bình tĩnh, bỏ lại câu nói này sau, chạm đích nghênh ngang rời đi. Từ nhã ngơ ngác nhìn Lăng Thiên bóng lưng, nhất thời có chút ngổn ngang. Nàng vốn tưởng rằng Lăng Thiên sẽ rất thương tâm, sẽ rất phẫn nộ, sẽ lớn tiếng chất vấn nàng tại sao, nàng đã sớm nghĩ được rồi tìm từ. Nhưng nàng không ngờ tới, Lăng Thiên lại bình tĩnh như vậy, thẳng thắn như vậy. Điều này làm cho nàng có chút không ứng phó kịp mẹ kiếp, thực tế nữ nhân. Lăng thiên căm giận mắng một câu, hắn không phải phẫn nộ mà là cảm thấy nữ nhân này hiện thực. Lăng thiên kỳ thực đối với từ nhã không bao nhiêu cảm tình, bởi vì hạ ta dị năng là thai ngén phân thân tử trần chân nhân thai ngén thành công, thứ nhất phân thân. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Vô dụng, tiền thân đúng là vô dụng, 18 năm, đến nay không có giác tỉnh dị năng. Nhưng lăng thiên không phải đi tới nơi này cái thế giới ngày thứ ba, hắn đã tỉnh lại dị năng. Hơn nữa thức tỉnh rồi một loại cực kỳ hiếm thấy dị năng. Thai ngén phân thân, cái này dị năng rất mạnh mẽ. Chỉ cần được một cái nào đó sinh mạng di truyền vật chất như một sợi tóc, một giọt máu các loại, hắn là có thể dựng dục ra loại kia sinh vật cũng nắm giữ đối phương tất cả năng lực. Có ý gì? ý là nếu như cho lăng thiên một giọt ngũ chảo kim long máu tươi hắn có thể dựng dục ra một con ngũ chảo kim long nếu như cho hắn một giọt bàn cổ máu tươi hắn có thể dựng dục ra một con bàn cổ thai nghén điều kiện phi thường thấp chỉ cần được đối phương di truyền vật chất lăng thiên là có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh dựng dục ra đối phương then chốt vẫn không có số lần hạn chế lăng thiên có thể không hạn chế thai nghén biến thái chứ đương nhiên biến thái. Nhưng này dị năng cũng không phải là 10 phân vẹn 10, nó kỳ thực cũng có tì vết. Đầu tiên, dựng dục ra phân thân, đều nằm ở bổn vốn vật chủng tuổi thơ giai đoạn, cần từng bước một trưởng thành. Thứ yếu, càng là cường đại vật chủng, thai ngén cần thời gian lại càng dài. Một ít cực đoan cường đại vật chủng, thậm chí khả năng cần thời gian mấy năm thai ngén, lại như na cha. Cuối cùng, mỗi lần chỉ có thể thai ngén một phân thân, không thể cùng lúc thai ngén nhiều phân thân. Tuy rằng tồn tại này tam đại thiếu hụt, vẫn che lấp không được loại này dị năng mạnh mẽ. Giác tỉnh này dị năng sau, lăng thiên tuyển chọn tỉ mỉ, cuối cùng quyết định thai ngén một loại yêu thú mạnh mẽ, tam thủ băng hỏa giao. Thành niên tam thủ băng hỏa giao, là kinh khủng cấp 9 yêu thú, nắm giữ hủy thiên diệt địa, di sơn đảo hải lực phá hoại nhất khuếch đại chính là tam thủ băng hỏa giao không chỉ có nắm giữ hết sức mạnh mẽ thân thể còn nắm giữ tam đại thiên phú thần thông thiên phú thần thông kỳ thực cũng là dị năng mèo kêu cái mễ mễ mà thôi vì hơn nữa phân chia nhân loại gọi năng lực của chính mình vì là dị năng gọi yêu thú dị năng là trời phú thần thông tam thủ băng hỏa giao mọc ra ba viên đầu cho nên nắm giữ tam đại thiên phú thần thông khống băng, khống hỏa, không biết dị năng. Bất đồng tam thủ băng hỏa giao, đều nắm giữ khống băng, khống hỏa này hai loại thiên phú thần thông, loại thứ ba thần thông nhưng tùy theo từng người. Lăng thiên thai ngén này tam thủ băng hỏa giao, loại thứ ba thiên phú thần thông phi thường mạnh mẽ, đó chính là khống chế trọng lực. Khống băng, khống hỏa, khống chế trọng lực này tam thủ băng hỏa giao thiên phú có thể nói kinh người. Lăng Thiên vốn định chờ tam thủ băng hỏa giao dựng dục ra đến sau, mới nói cho từ nhã, không nghĩ tới từ nhã trước một bước nói ra biệt ly. Đáng nhắc tới chính là, Lăng Thiên đời này ra cảnh kinh người, cha mẹ cũng không phải người bình thường. Phụ thân Lăng Tiêu, năm nay 49 tuổi, kinh khủng cấp 7 dị năng giả, nắm giữ S cấp dị năng thép von from hợp kim hóa, đồng thời cũng là tiềm long dị năng công ty, trường an phân công ty tổng giám đốc mẫu thân Vũ Nghiên, năm nay 46 tuổi, cường đại cấp 6 dị năng giả, nắm giữ S cấp dị năng điều khiển ngũ hành, trường an dị năng đại học một vị dị năng giáo sư. Ta dị năng là thai ngén phân thân tử Trần chân Nhân. Nghe chọn bộ tại mê truyện audio com. Lăng thiên đem ý thức trở về thân thể, lập tức hướng trong nhà đi đến. Nhà hắn ở Kim Lăng Phù Dông Viên đây là một xa hoa tiểu khu, bên trong cùng một màu biệt thự, quản lý tài sản nghiêm ngặt tiểu khu, lục hóa xanh hóa dẫn kinh người. Ở nơi này tất đất tắc vàng thế giới, gia đình bình thường chỉ có thể chen ở chính phủ cung cấp bảo đảm trong phòng, không gian nhỏ hẹp không nói, trên dưới lâu còn cực kỳ bất tiện. Phàm là ngụ ở nổi biệt thự, cũng không phải người bình thường, không giàu sang thì cũng cao quý. Lúc về đến nhà, ba mẹ cũng đã tan tầm. Cha là mặt chữ quốc trung niên, khuôn mặt gàn bướng, đang ngồi ở trên ghế salon xem tin tức. Mẹ là Trung niên thiếu phụ, hơn 40 tuổi nàng, năm tháng không chút nào ở trên mặt nàng lưu lại bất cứ dấu vết gì. Không phải thổi, Lăng Thiên nhà gen không nói, "Cha Oai hùng, mẹ đẹp đẽ, Lăng Thiên đứa con trai này tự nhiên đẹp trai." "Ba mẹ, các ngươi nghỉ làm rồi, ừm, cha khinh không ngẩng đầu." Trong phòng bếp truyền đến mẹ thanh âm của Tiểu Thiên, đi trước rửa tay, sau đó đem bàn thu thập một hồi, chuẩn bị ăn cơm, biết rồi. Cơm nước vào bàn, một nhà ba người ngồi vây quanh ở trước bàn cơm ăn đồ ăn, cơm nước rất phong phú, tứ huân hai tố một canh. Bốn cái món ăn mặn theo thứ tự là lỗ móng giò, tê, tê cây tiểu long tôm, hấp trường thọ cá, bạch chảm kê. Này bốn đạo trong thức ăn heo, tôm, cá, gà cũng không phải phổ thông động vật. Móng giò đến từ cấp 5 yêu thú tam giác con báo lực, tôm là cấp 5 yêu thú hoàng kim tôm, cá là cấp 5 yêu thú xích du, gà là cấp 5 yêu thú nộ tinh kê. Thế giới này yêu thú cùng dị năng giả như thế, từ thấp đến cao chia làm cấp 1 đến cấp 9. Cấp 1 yếu nhất, cấp 9 mạnh nhất, yêu thú cấp 1 phổ biến nhất, số lượng nhiều nhất, giá cả cũng tiện nghi nhất. 3, 5 đồng tiền là có thể mua cân yêu thú cấp một thịt, mười mấy đồng tiền yêu thú thịt đầy đủ một gia đình bình thường mỹ mỹ ăn một bữa. Đến cấp 2 yêu thú thịt, giá cả lập tức tăng gấp 10 lần, một cân thịt phải mấy chục đồng tiền, cấp 3 lại lật gấp 10 lần. Cứ thế mà suy ra, cấp 5 yêu thú thịt mấy vạn đồng tiền một cân, gia đình bình thường căn bản ăn không nổi lang thiên nhà một bữa tối giá trị mấy trăm ngàn thực sự không muốn quá xa xỉ trên thực tế đắt tiền không ngừng bốn cái món ăn mặn hai cái thức ăn chay xào cây du mạch món ăn tay xé bắp cải cũng siêu cấp đát thế giới này yêu thú tàn phá nhân loại cố thủ căn cứ khu tảng lớn tảng lớn có thể trồng cho thổ địa bị trở thành khu hoang dã bởi vậy thổ địa thành thế giới này nhất là khan hiếm tài nguyên không có thổ địa, liền không cách nào trồng trọt tiểu mạch gạo, rau dưa hoa quả. Không thể trồng trọt, sẽ không đến gạo tiểu mạch, rau dưa hoa quả ăn. Tuy rằng mỗi cái căn cứ khu đều có xây vô thượng vun bón căn cứ, miễn cưỡng có thể cung cấp chút ít rau dưa hoa quả lương thực. Nhưng điểm ấy nông sản phẩm phụ hiển nhiên cung không đủ cầu, cho nên rau dưa giá cả phi thường cao, một cái cây du mạch món ăn liền giá trị hơn vạn gia đình bình thường nơi nào ăn được lên. Vì lẽ đó ở nơi này thế giới, người nghèo nghèo đến chỉ có thể lập tức bữa ăn thịt, người giàu có mới có điều kiện dùng bữa, ăn mét, ăn mì. Một bữa cơm ăn xong, lăng thiên thỏa mãn ở một tiếng no nê, chuẩn bị trở về gian phòng tiếp tục nghiên cứu tam thủ băng hỏa giao, lại bị cha gọi lại tính toán thời gian, tam thủ băng hỏa giao cũng nhanh dựng dục ra đến rồi chứ, lăng tiêu nhìn nhi tử, nghe vậy, mẹ vũ nghiên cũng nhìn lăng thiên. Người khác không biết nhi tử thức tỉnh rồi dị năng, bọn họ làm cha mẹ nhưng biết rất rõ. Tam thủ băng hỏa giao cái này phân thân, là bọn hắn hỗ trợ xem xét. Thai ngén tam thủ băng hỏa giao vầy cũng là bọn họ hỗ trợ tìm. Ừm, lăng thiên không có phủ nhận lăng tiêu cùng vũ nghiên hai mắt sáng ngời lúc này đứng lên quát lên đi đi luyện công phòng lăng thiên nhà rất lớn lầu một phòng khách nhà bếp lầu hai bốn cái phòng ngủ lầu ba là phòng luyện công ba người đi tới phòng luyện công trong phòng luyện công rất rộng rãi chu vi trống rỗng không bãi bất kỳ tập thể hình khí tài trần nhà là một tầng dày đặc trong suốt kính, xuyên thấu qua kính, có thể nhìn thấy trong bầu trời đêm bầu trời đầy sao. Tiểu thiên, đem tam thủ băng hỏa dao thả ra, lăng tiêu thúc rộp. Lăng thiên phất tay đem tam thủ băng hỏa dao phóng ra. Dài 10 mét tam thủ băng hỏa dao vừa xuất hiện, liền tỏa ra nhàn nhạt uy thế. Này uy thế tuy rằng rất yếu ớt, nhưng khiến lòng người nặng trình trịch, rất không thoải mái. Lăng Tiêu vây quanh tam thủ băng hỏa giao xoay chuyển vài vòng, không nhịn được lộ ra một vệt nụ cười. Hơi thở này tuy rằng yếu ớt, nhưng cùng đầu kia cấp chín giao long giống nhau như đúc, nhi tử, ngươi thật đem đầu kia tam thủ băng hỏa giao hoàn mỹ phục chế phát ra. Vũ Nghiên rất là kích động, không trách nàng kích động như thế, thành niên tam thủ băng hỏa giao là cường đại cấp chín yêu thú, cấp chín yêu thú tuyệt đối là đứng lam tinh kim tự tháp đỉnh tháp nhân vật đáng sợ nhất con trai của chính mình dĩ nhiên đem loại này nhân vật đáng sợ dựng dục ra đến rồi quả thực không thể tưởng tượng có này tam thủ băng hỏa giao tiểu thiên tương lai của ngươi không thể đo lường lăng tiêu thu lại nụ cười có điều ngươi không thể bởi vậy lười biếng phải chăm chỉ tu luyện hiểu chưa cha ngươi nói đúng tuy rằng này tam thủ băng hỏa giao tiềm lực phi phàm nhưng bây giờ mới cấp hai yêu thú yếu ớt quá vũ nghiên cũng dặn dò người phải cố gắng tu luyện cắt không thể lãng phí tốt như vậy phân thân yên tâm đi ba mẹ ta hiểu lăng thiên trọng trọng gật đầu thế giới này dị năng giả từ giác tỉnh dị năng bắt đầu từ ngày kia là có thể tiến hành tu luyện cái gọi là tu luyện chính là hấp thu thái dương thần có thể Lam tinh hết thảy biến hóa, đều bắt nguồn từ 9 cái mặt trời. Khoa học gia nghiên cứu phát hiện, này chín viên thêm ra mặt trời, cũng không phải là chân chính hàng tinh. Chúng nó tỏa ra không phải mặt trời phóng xạ, cũng không phải quang hòa nhiệt, mà là một loại thần bí năng lượng. Lam tinh khoa học gia, đem loại này thần bí năng lượng hình tượng xưng là Thái dương thần có thể Thái dương thần có thể, ý là, đến từ mặt trời thần bí năng lượng. Thái Dương Thần có thể cũng là dị năng giả năng lượng khởi nguồn. Chỉ cần cuồn cuộn không ngừng hấp thu Thái Dương Thần có thể, dị năng giả là có thể không ngừng thăng cấp, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Lăng Thiên 17 tuổi lúc giác tỉnh dị năng, hiện nay đã tu luyện nửa năm, thành công bước lên cấp 2 dị năng giả. Được lợi từ Lăng Thiên cảnh giới, hắn dựng dục ra tam thủ băng hỏa giao phân thân, cũng là cấp 2 yêu thú. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra, dựng dục ra phân thân, cấp bậc cùng lăng thiên bản tôn tương đồng. Điều này cũng mang ý nghĩa lăng thiên không cách nào dựng dục ra cảnh giới cao hơn chính mình phân thân, vậy cũng là là một cái khác thiếu hụt. Tam thủ băng hỏa giao thân là đẳng cấp cao yêu thú, thành niên trước không có bình cảnh, chỉ cần dùng lượng lớn đẳng cấp cao yêu thú là có thể nhanh chóng tiến hóa. Lăng tiêu sờ sờ tam thủ băng hỏa giao đầu, ngược lại nhìn nhi tử. Bắt đầu từ ngày mai, ta mỗi ngày sẽ cho ngươi chuẩn bị 50 cân cấp 5 yêu thú thịt, ngươi đúng hạn để tam thủ băng hỏa giao ăn. Biết rồi cha, Lăng Thiên có chút cảm động, cấp 5 yêu thú thịt, một cân hết mấy vạn, 50 cân chính là bàn nhỏ trăm vạn. Mỗi ngày ăn đi mấy triệu, nhưng ngay cả lông mày cũng không nhíu một cái, Lăng Tiêu đối với hắn con trai này thật không có nói. "Hảo hảo tu luyện đi, Lăng Tiêu vỗ vỗ nhi tử vai." nhi tử cái thứ nhất phân thân đã dựng dục ra đến rồi ngươi cân nhắc qua thứ hai phân thân muốn thai nghén cái gì không đúng vậy a à, nhi tử lần này ngươi dự định thai nghén cái gì vũ nghiên cũng nhìn lăng thiên tạm thời không nghĩ tới lăng thiên ăn ngay nói thật ba mẹ các ngươi có đề nghị gì lăng tiêu trầm tư chốc lát mới lên tiếng người này tam thủ băng hỏa giao am hiểu xa chiến cùng khống chế bằng vào ta góc nhìn lần này liền thai nghén một am hiểu cận chiến phân thân trước cận chiến loạn vực khởi tranh vòng lập luân chuyển huyết lộ tái diễn mời chư vị ghé qua ta dị năng là thai nghén phân thân tử trần chân nhân thai nghén thứ hai phân thân nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com am hiểu cận chiến yêu thú rất nhiều, có cương mãnh bá đạo thái thản chu yếm, cũng có lực đại vô cùng ban cổ thần nghĩ. Đương nhiên cũng có nhân loại dị năng giả, như nắm giữ si vưu hóa dị năng tần vũ, nắm giữ siêu cấp thân thể dị năng đế phỉ. Thái thản chu yếm, đáng sợ cấp 9 yêu thú, trong lúc vung tay nhấc chân nắm giữ hủy thiên diệt địa, di sơn đảo hải sức mạnh. Bàn cổ nghĩ, có thể nâng lên ngàn lần với tự thân cân nặng sức mạnh, tuyệt đối là yêu thú giới đại lực sĩ, sức mạnh quán quân. Tần Vũ, đế phỉ nhưng là ghi tên Lam Tinh thần bảng cửu cấp dị năng giả. Thần bảng, là Lam Tinh ngũ đại quốc cộng đồng định ra một bảng danh sách, mặt trên bày ra toàn cầu mạnh nhất 12 vị cửu cấp dị năng giả. Tần Vũ, ghi tên thần bảng đệ tam, nắm giữ SSS cấp dị năng si vưu hóa. Sivu hóa dị năng, có thể hóa thân trong truyền thuyết ma thần Sivu, không chỉ có đau thương bất nhập, hơn nữa lực đại vô cùng. Đế phỉ, ghi tên thần bảng thứ 9, nắm giữ SSS cấp dị năng siêu cấp thân thể. Siêu cấp thân thể, có người nói dùng ra này dị năng, sức mạnh, tốc độ, phòng ngự chờ toàn thuộc tính tăng vọt gấp trăm lần, sức chiến đấu ngập trời. Bất kể là thái thản chu yếm, bàn cổ nghĩ, vẫn là này tam đại cường giả, cũng là toàn cầu số một số hai cận chiến cao thủ. Bọn họ, tự nhiên đều là tuyệt hảo thai ngén đối tượng. Chà, có thể lấy được những người này di truyền vật chất sao, Lăng Thiên nói. Bực này cường giả, muốn biết đến bọn họ di truyền vật chất quá khó khăn, Lăng Tiêu khẽ lắc đầu. Có điều, người có lựa chọn tốt hơn, lựa chọn tốt hơn, Lăng cửu giật mình lăng tiêu từ trên người móc ra một tinh xảo cái hộp nhỏ đưa cho lăng thiên nơi này giả bộ là cái gì lăng thiên tiếp nhận hộp sau mở ra chỉ thấy trong hộp bày đặt một đoạn ngón tay ngón tay này toàn thân vàng óng ánh như kim mà không phải kim tựa như ngọc mà không phải ngọc không giống với lăng thiên nhìn thấy bất luận là đồ vật gì rất là quái lạ đây là lăng thiên nghi hoặc nhìn ngón tay màu vàng óng không muốn hỏi, ngươi tạm thời không cần biết vật này là vật gì, lăng tiêu trầm giọng nói. Ngươi chỉ cần biết rằng, hắn rất mạnh, phi thường mạnh mẽ, ngươi chỉ để ý tận tâm tận lực thai ngén là được. Tiểu thiên, cha ngươi vì cho ngươi làm được vật này, nhưng là phí đi đầy trời mạnh mẽ, ngươi ghi nhớ kỹ hảo hảo quý trọng. Vũ nghiên hiển nhiên cũng biết này ngón tay màu vàng ống lai lịch, dặn dò ta phỏng chừng thai nghén vật này sẽ rất lao lực trong thời gian này ngươi phải cố gắng bổ sung dinh dưỡng. Mẹ, ngươi lời này nghe là lạ, ta đây là thai nghén phân thân, cũng không phải mang thai, lăng thiên có chút không nói gì. Vũ nghiên bị chọc phát cười. Tuy rằng bản chất không giống nhau lắm, nhưng quá trình tương tự, thai nghén phân thân cần thiết chất dinh dưỡng, đều cần ngươi thân thể cung cấp, ngươi nhiều bổ sung dinh dưỡng khẳng định không sai. Biết rồi ăn xong cơm tối, Lăng Thiên theo ba mẹ nhìn một chút tivi, liền rửa giấy đi ngủ. Chờ Lăng Thiên sau khi lên lầu, Vũ Nghiên rốt cục nhịn không được. Lão công, ngươi để nhi tử thai ngén vật kia, này thích hợp sao? Vạn nhất, không có vạn nhất, Lăng Tiêu khẽ lắc đầu nói. Vật kia là chủ tịch cho ta, có hắn chỗ dựa, không ra nhiễu loạn. Vũ Nghiên thở phào nhẹ nhõm, nàng tự nhiên biết lão công trong miệng chủ tịch là ai toàn bộ tiềm long dị năng công ty, chỉ có một vị chủ tịch. Mà vị đồng sự kia trường, nhưng là ngự trị ở cấp 9 bên trên tồn tại, có hắn chỗ dựa, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Vũ nghiên mơ hồ có chút hưng phấn. Nếu như tiểu thiên thật sự dựng dục ra cấp độ kia tồn tại, tương lai của hắn không thể đo lường đúng vậy a à, vì vật kia, chủ tịch nhưng là dẫn người khổ chiến mấy tháng, hao hết thiên tân vạn khổ mới đem giết chết, hơn nữa nghe chủ tịch ý tứ của vật kia vẫn còn ấu niên kỳ. Nếu để cho thành niên, toàn bộ Lam Tinh sợ là không ai có thể ngăn cản hắn. Lăng Thiên cũng không biết ba mẹ trò chuyện sau khi trở lại phòng, ý thức của hắn trở nên hoảng hốt, đi tới thai ngén không gian. Lăng Thiên mở hộp ra, đem bên trong ngón tay màu vàng óng ném không chung. Thai ngén, vù, vô số khí lưu màu vàng ống từ bốn phương tám hướng dâng trào mà đến, quay chung quanh ở ngón tay màu vàng ống chu vi, đem ngón tay màu vàng óng hoàn toàn vây quanh. Không lâu lắm, ngón tay màu vàng ống bị băng bó khỏa thành một màu vàng quang kén, quang kén nhảy lên, bắt đầu rồi mới thai ngén. Không biết này ngón tay màu vàng óng sẽ dựng dục ra quái vật gì? Lăng thiên đầy cõi lòng chờ mong, tiến vào mộng đẹp suốt đêm không nói chuyện. Sáng sớm ngày thứ hai, mười viên mặt trời từ phương đông mọc lên, chiếu khắp đại địa. Người một nhà ăn sáng xong, Lăng Tiêu cùng Vũ Nghiên liền đi đi làm, Lăng Thiên cũng đi trường học. Hôm nay là 6 tháng 7 số, mỗi năm một lần thi đại học ngay hôm nay. Nhưng hôm nay thi đại học cùng 100 năm trước thi đại học cũng không tương đồng. 100 năm trước thi đại học chỉ sát hạch học sinh văn hóa khóa trình độ khoa học tự niên ngữ mấy ở ngoài cộng lý hóa sinh, văn khoa nhận xét mấy ở ngoài cộng địa lịch chính. Thành tích thi vào đại học, trực tiếp quyết định học sinh có thể ghi danh cái gì đại học. Mà hôm nay thi đại học, chủ yếu sát hạch học sinh cấp 3 dị năng. Cụ thể bao quát hai hạng. Học sinh dị năng đẳng cấp cùng thực lực cảnh giới. Dị năng đẳng cấp chiếm 80 phân. Thực lực cảnh giới chiếm 20 phân. Tổng thành tích là 100 phân dị năng đẳng cấp chia làm E, D, C, B, A, S, 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 8 cái đẳng cấp. E cấp dị năng đến 10 phân. D cấp dị năng đến 20 phân. Cứ thế mà suy ra. S, S cấp dị năng đến 70 phân. S, S, S cấp dị năng đến 80 phân. Thực lực cảnh giới chia làm nhất cấp dị năng giả, nhị cấp dị năng giả. Nhất cấp dị năng giả có thể được 10 phân, nhị cấp dị năng giả có thể được 20 phân. Cấp 3, bình thường không tồn tại. Nếu quả thật có học sinh tu luyện tới cấp 3 cũng chỉ có thể được 20 phân. Bởi vậy có thể thấy được thi đại học, chủ yếu sát hạch học sinh dị năng thiên phú, dị năng chủng loại, thực lực cảnh giới chỉ là thứ yếu. Lăng Thiên đi tới chính mình ban, trong lớp đại đa số đồng học đã đến bởi vì phải tham gia thi đại học các bạn học có vẻ hơi sao động túm năm tụ ba tụ lại cùng nhau nhiệt liệt bàn về hôm nay thi đại học đem triệt để quyết định tương lai của bọn họ hướng đi là thi vào dị năng đại học tiếp tục đào tạo sâu vẫn là tiến vào quân đội trở thành một tên quân nhân cũng hoặc là gia nhập dị năng công ty tiếp thu công ty bồi dưỡng Ngày hôm nay chính là quyết định tất cả những thứ này thời điểm, điểm này đúng là cùng trăm năm trước thi đại học, không có gì thay đổi. Ta dị năng chỉ là đề cấp dị năng, đến 20 phân ta là nhất cấp dị năng giả, đến 10 phân, gần như là 30 phân, không trên không dưới, khổ rồi a. À. Không muốn nhụt chí, của dị năng là ưng nhãn, súng bắn tỉa nhất quán ứng cử viên, ta kiến nghị ngươi ghi danh đệ nhị trường quân đội. Ta ngược lại thật ra muốn dự thi đệ nhị trường quân đội, chỉ sợ nhân ra không lọt mắt ta a, à. đệ nhị trường quân đội năm ngoái chúng tuyển kết quả học tập là 40 phân, năm nay chắc chắn sẽ càng cao hơn. Lưu Văn, nghe nói ngươi ngày hôm qua đột phá, khà khà, vận khí không tệ, cuối cùng cũng coi như đột phá nhị cấp dị năng giả rồi hâm mộ chết trước kỳ thi tốt nghiệp trung học một ngày đột phá ông trời quan tâm a à, lần này ngươi có thể sung kích đệ nhất quân giáo chứ không biết xem thiên ý đi các bạn học hưng phấn bàn về lăng thiên cõng lấy sách nhỏ túi đi vào một hồi liền hấp dẫn chú ý của mọi người hắn làm sao đến rồi chuyện siêu giải trí không vô não trang bức trùng cùng cổ đa dạng vận rủi trùng cộng xà hạt bằng đoạt mệnh cổ tử trùng cộng hầu nhi tử bằng tử cổ kim hành trùng cộng mộc hành trùng cộng thủy hành trùng cộng hỏa hành trùng cộng thổ hành trùng bằng cực linh hỗn độn cổ tinh nguyệt cổ huyết nhà cổ phệ hồn cổ hóa thân cổ đại mộng xuân thu cổ mời đọc ta dị năng là thai ngén phân thân tử trần chân nhân 100 năm sau thi đại học nghe chọn bộ tại mê truyện com lăng thiên làm sao đến rồi các bạn học đều rất kinh ngạc thi đại học chỉ nhằm vào giác tỉnh dị năng đồng học không có giác tỉnh dị năng thật không tiện liền tham gia thi đại học tư cách đều không có loại người này nhất định là người bình thường chỉ có thể trở thành xã hội tầng thấp nhất lăng thiên là phú nhị đại không đến nỗi trà trộn xã hội tầng dưới chót nhưng hắn không có giác tỉnh dị năng đây là sự thực hắn chạy tới xem náo nhiệt gì Lăng Thiên không để ý đến nghi hoặc đồng học tìm hàng đơn vị trí. Đưa ngồi xuống, lấy điện thoại di động ra, một mình bắt đầu chơi. Các ngươi nghe nói không, Lăng Thiên cùng Từ Nhã chia tay. Người cũng chớ nói lung tung, Từ Nhã cùng Lăng Thiên đều tốt 3 năm, vẫn như keo như sơn, làm sao sẽ biệt ly? ai nói lung tung người đi nhìn từ nhã bằng hữu phòng nàng đều phát nói một chút cho thấy chính mình khôi phục độc thân rồi một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời các bạn học lập tức đổ bộ bay tin kiểm tra từ nhã bằng hữu phòng sau đó thấy được một cái cực kỳ mạnh mẽ bạo nói một chút phốc đây là từ nhã phát từ nhã lúc nào cuồng dã như vậy từ nhã lá gan thật to lớn sẽ không sợ lăng thiên trả thù sao sợ cái cầu từ nhã đã bị được đế đô dị năng đại học tuyển chọn, cần phải sợ lăng thiên, cũng vậy. Các bạn học xì xào bàn tán, nhìn về phía lăng thiên trong ánh mắt mang theo trêu tức. Không bị người ghen là hạng soàng xĩnh. Lăng thiên mình là một vô dụng, không có gì đáng giá đố kỵ, nhưng hắn ra cảnh quá tốt rồi, tốt khiến người ta đố kỵ, tất cả mọi người rất tình nguyện nhìn hắn chuyện cười.